chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi Phong Thủy Tam Nguyên và mình là Diện Đàm. Như vậy là đã một tuần trôi qua rồi và ngày hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau ngày hôm nay với một chủ đề, đó là bếp thì có vai trò như thế nào dưới góc nhìn của phong thủy, cũng như là một vài những lưu ý khi mà chúng ta cần phải xây dựng bếp. Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, ai cũng biết rằng căn bếp thì đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong toàn bộ công năng của một căn nhà, và nó cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng ở trong văn hóa tín ngưỡng, đời sống tâm linh của người Việt Nam. Người ta thì có câu đó là đàn ông thì cái nhà, đàn bà cái bếp. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng sau một ngày làm việc dài thì căn bếp chính là nơi mà cả gia đình có thể đoàn tụ bên nhau, cùng ăn bữa cơm gia đình, và không khí cũng như là tình cảm của gia đình được gắn kết với nhau hơn. Chính vì vậy nên là cũng đã có rất là nhiều những tập tục hoặc là hình ảnh văn hóa gắn liền với căn bếp của chúng ta. Và ngày hôm nay thì đó là lý do mà Diện Đàm cùng với Phong Thủy Tam Nguyên đã làm một cái video để nói về những vai trò của căn bếp dưới góc nhìn của phong thủy, cũng như là những lưu ý mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và chắc chắn rồi, một nhân vật không thể thiếu đối với Phong Thủy Tam Nguyên. Xin giới thiệu với các bạn chuyên gia phong thủy Đức Trung. Xin chào bạn, xin chào đến các cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Anh Trung thân mến, trong rất là nhiều những vấn đề mà quý khán giả lưu tâm thì đối với tháng cô hồn nói riêng cũng như là trong toàn bộ thời điểm trong năm nói chung, thì cái vấn đề là xây nhà cũng như là lựa chọn những cái phương vị hay là sắp xếp của toàn bộ các cái khu vực trong nhà rất là được quan trọng. Thì trong đó thì căn bếp thì được rất là nhiều người đặt câu hỏi về cho chương trình ạ. Chính vì vậy nên là ngày hôm nay thì rất là mong anh Trung có thể giúp em và tất cả quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn khi mà chúng ta xây dựng một căn bếp cho phù hợp ạ. Kính thưa các cô chú anh chị và các bạn, có lẽ chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái yếu tố phong thủy nhà bếp như thế nào. Bởi thực tế là trong một ngôi nhà thì mỗi một cái công năng trong một ngôi nhà khác nhau thì nó đều đóng quản những cái yếu tố vai trò quan trọng khác nhau. Ví dụ như là phòng khách là chủ liên quan về yếu tố tài lộc, phòng ngủ lại là chủ liên quan yếu tố về sức khỏe, thì phòng bếp thì chúng ta có thể nói đến là một trong những công năng quan trọng khác của phòng bếp, đó liên quan đến yếu tố về hòa hợp, thậm chí là liên quan đến yếu tố tài lộc trong gia đình luôn. Phòng thờ thì liên quan đến yếu tố về gia đạo chẳng hạn, đúng không? Thì ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ cùng nói về phòng bếp chẳng hạn. Thì đối với phòng bếp thì trong thuyết về dương trạch, chúng ta biết rằng là có ba cái thành tố quan trọng để quyết định nên một yếu tố về dương cơ nó vượng, đó là môn, chủ và táo. Tức là môn là cửa chính, đúng không? Hoặc cổng cửa, rồi là chủ chính là cái phòng ngủ của gia chủ ấy, và táo chính là không gian bếp. Do vậy là không gian bếp là một trong những công năng cực kỳ quan trọng trong ngôi nhà. Thì không gian bếp nó chủ về những cái yếu tố liên quan đến sức khỏe hay là hòa hợp hay thậm chí là cả tài lộc của gia đình luôn. Chúng ta cứ thử suy nghĩ mà xem, nếu như một cái không gian bếp của một ngôi nhà mà luôn được ấm lửa cũng như luôn được thổi lửa lên bởi một người phụ nữ, thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái gia đình đó là gia đình hạnh phúc, đúng không? Hạnh phúc và êm ấm. Và nếu như cái không gian bếp mà nó lạnh tanh, không có cái sự nấu nướng ở đấy, không có sự vui nhộn ở đấy, thì có lẽ là cái nhà ở đấy thì cũng không thiếu có thiếu đi cái sự ấm êm, chính xác, thiếu đi cái hơi ấm, thiếu đi cái sự vui vẻ trong gia đình. Có hay thể là người chồng người vợ không muốn ăn cơm ở nhà, hay là em có thấy một vài trường hợp đó là hai vợ chồng phải đi làm ăn xa chẳng hạn. Người ta hay nói là một nhà nhưng mà lại có tận 3-4 cái bếp ở đấy, đúng không? Đó là một trong những cái yếu tố mà chúng ta có thể thấy rằng là cái bếp nó lạnh lẽo như vậy thì cái cuộc sống gia đình có khi thì nó không có được cái hạnh phúc viên mãn. Do vậy là yếu tố phong thủy trong phòng bếp thì rất là quan trọng. Thì người ta cũng rất chú trọng cho cái việc phòng bếp đấy mà người ta phải sắp xếp bố trí phong thủy như thế nào. Thì thực tế mà nói, trong cái việc mà thiết kế công năng phong thủy đối với Phong Thủy Tam Nguyên khi lập bộ hồ sơ phong thủy ấy, thì rất chú trọng đến yếu tố công năng của phòng bếp này luôn. Cái để mà làm thế nào, rất nhiều cô chú đặt câu hỏi đó là tôi tuổi này tôi tuổi kia thì cái bếp nó tôi hướng gì, hay là tôi tuổi này tôi tuổi hay nhà này tôi hướng này thì cái bếp nó đặt ở đâu. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nói với nhau về ý đầu tiên, đó là cái vị trí đặt bếp nó cần phải tuân theo những cái nguyên tắc tiên quyết nào. Cái việc mà đặt được cái vị trí bếp ấy, là nó phải căn cứ vào cái việc bố trí công năng tổng thể của cả ngôi nhà. Khi mà ban đầu một kiến trúc sư hoặc là một người thầy phong thủy thiết kế lên ngôi nhà và tìm ra vị trí đặt bếp, thì trước tiên người ta phải xác định được yếu tố về giao thông trục dọc và giao thông trục ngang của ngôi nhà rồi. Giao thông trục dọc thì tức là cái vị trí đặt cầu thang đi lên ở đâu, và giao thông trục ngang tức là cái lối đi hành lang trong nhà như thế nào. Và thường chúng ta có thể tư duy đơn giản như là một cái ngôi nhà nó chia ra làm 6 đến 9 ô chẳng hạn. Chúng ta để chia ra làm 6-9 ô. Ví dụ một ngôi nhà mặt tiền khoảng 7m và sâu đến khoảng là 10 mấy mét chẳng hạn, thì chúng ta có thể cắt đôi cái ngôi nhà ra, thì sau đó chia ra làm các cái vạch, thì chúng ta chia thấy là 3 ô bên trái, 3 ô bên phải. Thì lúc đó chúng ta sẽ phân chia ra làm công năng phòng khách ở đâu, ô cầu thang đặt đâu, ô bếp đặt đâu. Đó đều phải tính toán thôi, là chính xác. Không phải là thích đặt đâu thì không phải đặt đâu cũng được đâu, không phải thích đặt đâu cũng được, mà chúng ta phải nôm na là như vậy. Tức là chúng ta chia các cái ô thửa trong nhà ra,
sau đó chúng ta tìm ra được các cái vị trí công năng và phối theo với những cái nguyên tắc trong phong thủy cả về lý khí và loan đầu để tìm ra cái vị trí đặt bếp. Và dĩ nhiên rằng là để tìm ra vị trí đặt bếp thì chúng ta vẫn tuân theo nguyên tắc đó là su cát và tị hung, tức là chúng ta bỏ đi những cái xấu, những cái hung sát rồi thì nó sẽ còn lại những cái tốt. Ví dụ những cái hung sát chúng ta cần phải tránh, ví dụ như đặt bếp lại rơi vào cái cung bản mệnh của người chồng một người vợ chẳng hạn thì nó không có được. Ví dụ như người chồng này sinh năm 1970 Canh Tuất thì tức là phương Tuất là phương Tây Bắc ở trong ngôi nhà, mà nếu như cái bếp này đặt vào cái phương Tây Bắc mà lại trùng vào cái phương Tuất luôn tính theo cái vòng thiên bàn thì nó là gọi là đặt vào cung bản mệnh. Mà cái bếp là cái bếp là cái nơi mà hỏa vượng, mà nếu mà đặt vào cung bản mệnh thì chắc chắn là ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe và tính cách của cái anh chồng đấy, rất là nóng tính, rất là gia trưởng và tính thường nóng và khó giữ được cái lời ăn nhẹ nhàng được, dễ khắc khẩu. Như vậy là cái việc phí đặt cái vị trí này của căn bếp cũng ảnh hưởng đến cát hung của căn nhà đúng không anh? Chắc chắn một điều luôn, bởi thế cho nên là trong cái cuốn Dương Trạch Tam Yếu thì người ta cũng nhắc đến ba cái thành tố như Đức Trung có nói, đó là môn chủ và táo, thì cái phần bếp là công năng rất quan trọng như thế. Đó. Hay là người ta cũng tránh một số những cái vị trí khác như vị trí cung quý nhân, đặt bếp vào cung quý nhân cũng có sự ảnh hưởng về cái việc đường quý nhân tương trợ. Hay là các vị trí quan trọng khác nữa như là càn cung cũng chính là cung Tây Bắc luôn, hay bất cứ những vị trí nào liên quan đến bản mệnh tài lộc quý nhân của con cái trong gia đình, hay là cung Văn Xương, cung Đào Hoa thì cũng có đều ảnh hưởng. Chúng ta phải tránh những cái đó, buộc lòng phải tránh đấy. Và khi đấy thì bắt đầu người ta mới tìm được cái khu vực bếp để người ta đặt. Và cái bếp sau đó thì bắt đầu mới tính toán đến các cái công năng nhỏ bên trong như là bếp mà đặt ở đâu, rồi là cái bồn rửa đặt ở đâu, hay là cái tủ lạnh đặt ở đâu, cái việc trang trí bên trong căn bếp đó như thế nào, điểm chính xác và cái màu sắc chủ đạo của căn bếp nó như thế nào. Đấy, ví dụ như hạn người ta cũng sẽ tránh những cái tiểu tiết nhỏ, ví dụ như là bếp nấu thì không được đối diện với lại là tủ lạnh, bếp nấu thì cũng không được đối diện với lại là vòi rửa, hay là bởi vì là thủy hóa nó xung khắc. Đấy, rồi là bếp nấu thì cũng không được đối diện với cửa nhà vệ sinh bởi vì yếu tố thủy và hỏa nó xung khắc luôn. Đó. Và trong cái quá trình thiết kế tổng thể ngôi nhà thì người ta cũng cần phải tránh cái việc là bước vào cửa chính ngôi nhà mà lại nhìn thẳng ngay không gian bếp. Nhìn thẳng ngay không gian bếp thì cái đấy nó thuộc về cái việc lộ tài. Đặc biệt là lại còn nhìn thẳng thấy cái cửa tủ lạnh nữa, tức là cái tủ lạnh mở cửa toang ra thì nhìn ngay cửa chính thì nó việc đấy lộ tài. Đó là một số những cái mà chúng ta cần phải tránh. Tuy nhiên anh Trung này, em thấy là đối với một số những gia đình có diện tích rất là nhỏ chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta sắp xếp cái căn bếp sao cho nó phù hợp thì vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Chẳng hạn như là chúng ta bắt buộc phải để cái vị trí nó ở như thế, thì liệu có cái phương pháp nào để hóa giải cái việc đó không ạ? Thực ra mà nói thì đối với những cái không gian mà hạn chế, đặc biệt là các gia đình mà mua lại nhà cũ hoặc là mua chung cư, trong cái việc mà chủ đầu tư thiết kế người ta đã thích lại, đã có sẵn cái vị trí công năng bếp đấy rồi, thì khi mà phân tích ra thì nó dễ rơi vào những cái trường hợp sai phạm trong phong thủy như những cái vị trí thần sát rồi bị phạm chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta buộc lòng cần phải hóa giải thôi. Thì thường trong những cái việc này thì bởi vì bếp chúng ta cũng khó di chuyển được sang vị trí mới bởi liên quan đến đường nước. Liên quan đường nước thì anh không thể nào nhấc từ cái bếp này sang cái vị trí kia một cái dễ dàng được, cũng có thể làm được nhưng mà tu sửa thì nó khá vất vả. Và đường nước thì bây giờ thay đổi thì nó cũng hơi là lích kích theo cái hệ thống nước của tòa nhà. Thì thường có một số cách để người ta hóa giải bằng cách là người ta có thể sử dụng cái đồng tiền cửu tinh để người ta treo tại cái tủ bếp hoặc là dưới gầm bếp. Hoặc người ta cũng thể sử dụng ba cái đồng hoa mai để người ta chấn lại cái sát khí mà nó đóng quản tại cái phương bếp như vậy. Tuy nhiên nó chỉ được phần nào thôi. Trong những trường hợp cấp bách lắm, bí lắm rồi thì chúng ta mới sử dụng các vật phẩm phong thủy. Còn nếu như ngay ban đầu mà chúng ta có điều kiện thiết kế thì nó tốt hơn. Dạ vâng. Những cái vật phẩm mà anh Trung vừa mới nhắc đến thì bên Phong Thủy Tam Nguyên cũng đều có thể cung cấp đúng không anh? Chính xác, tại Phong Thủy Tam Nguyên thì đều có thể cung cấp. Thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm một số những cái điều khi chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy với bếp nói riêng hay tất cả các cái phương vị hay những cái vị trí khác nói chung. Đó là những cái vật phẩm phong thủy này thì cần phải được bao sái này, khai quang này, rồi là nạp chú để mà gia tăng thêm cái công hiệu trong cái việc sử dụng vật phẩm phong thủy. Và lựa chọn phải đúng nguyên liệu nữa, và đặt để thì cũng cần phải đúng cái ngày giờ, vị trí đúng với lại thân chủ thì nó mới rất là nhiều điều cần lưu ý đúng không ạ? Chính xác. Như vậy đối với những gia chủ nào mà có căn bếp mà nó vẫn chưa như ý hay là chúng ta khó có thể xây dựng lại thì hoàn toàn có thể liên hệ với bên Phong Thủy Tam Nguyên để mà trợ lý đội ngũ tư vấn có thể giúp đỡ tất cả quý khách hàng có một cái gọi là sao nhỉ, một cái phương án để hóa giải những cái vận xui một cách tốt nhất ạ. Thì quý cô chú anh chị hoàn toàn có thể để lại họ tên, số điện thoại liên hệ cho bên Phong Thủy Tam Nguyên để tư vấn một cách chi tiết và chính xác nhất nhé. Chúng ta lại quay trở lại với cái vấn đề mà em và anh vừa bàn luận vừa rồi ạ. Thì vừa rồi là một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn phương vị đúng không anh? Vậy thì về cách bố trí nội thất thì anh có nhắc đến là về tủ lạnh này, về cửa này. Vậy thì còn những cái lưu ý nào nhỏ nhỏ bên trong không ạ? Thực ra thì còn rất nhiều những cái lưu ý khác mà chúng ta cần phải tránh ở cái vị trí đặt bếp này. Trong một số những trường hợp mà chúng ta đã
tìm được cái vị trí đặt bếp rồi thì nó sẽ liên quan đến các công năng xung quanh khác nữa. Vâng. Ví dụ chẳng hạn, cái vị trí đặt bếp, chúng ta đã xác định được cái vị trí đặt bếp đấy rồi ạ, thì phía bên trên của cái thẳng trục đối bếp thì người ta lại không có đặt cái phòng ngủ đấy được nữa. Đấy, nên không nên đặt phòng ngủ ở đấy, đặc biệt là cái đầu giường ngủ để gối thẳng với lại cái thẳng trục với cái bếp. Vâng. Tại vì rằng là bếp nó hỏa vượng và khi chúng ta nấu thì hỏa khí nó sẽ bốc lên và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến người trực tiếp ở phía bên trên cái giường đấy. Do vậy rằng là nếu như công năng bếp bên dưới mà phòng bên trên là một phòng chức năng liên quan phòng ngủ thì khuyên gia chủ là cái phòng đấy chúng ta ít sử dụng này. Dạ. Hoặc là chúng ta có thể là biến phòng đấy thành một phòng giải trí hoặc là cái phòng chức năng khác, ví dụ như phòng sinh hoạt chung hoặc là phòng thư viện để chúng ta đọc sách, hoặc là phòng học thôi, hoặc là phòng ngủ thì dành cho khách ngủ nếu như khách thi thoảng đến. Còn đâu các thành viên gia đình thì không nên ngủ cái phòng mà phòng ngủ trên bếp đấy, đặc biệt là cái giường ngủ mà lại nằm thẳng trực tiếp bên trên bếp đó, thì chúng ta phải tránh. Cái ví dụ tiếp nữa là cái phòng bếp nó nằm ở vị trí đó rồi thì bên trên kiêng đặt phòng thờ. Vâng. Ừ, là một số những cái mà chúng ta cần phải tránh. Hoặc là phía bên dưới thì cái chỗ vị trí bếp đấy thì bên dưới nó không thể nào nó hố ga được. Vâng. Hố ga tức là bể phốt đó, nó không thể nào có những cái cách đấy được, thì chúng ta cần phải tuyệt đối tránh điều này. Ngoài ra thì thấy là trong câu hỏi cũng có nêu ra một cái ý, đó là cái màu sơn cho cái phòng bếp thì như thế nào. Cái màu sơn cho phòng bếp như thế nào thì cũng nhiều người rằng là sơn phòng bếp thì tùy theo sở thích. Vâng. Cũng được thôi. Bởi vì thường người ta thiếu cái gì thì người ta sơn cái đấy vào để cho nó thoải mái. Tuy nhiên nếu như ứng dụng phong thủy thì người ta lại có cái nguyên tắc sơn cho cái màu sơn của phòng bếp. Vì bởi vì là cái bếp nó là cái công năng thuộc ngôi nhà. Do đó là chúng ta lại cần phải căn cứ trên cái nguyên tắc, đó là đối trọng đây là chủ thể là cái nhà. Chứ mà lại thuộc về ông này ông kia, chứ không lại ông chồng lại bảo là tôi mệnh hỏa tôi phải sơn bếp màu đỏ, thì vậy lại cãi là tôi mệnh thủy tôi phải sơn bếp màu xanh chẳng hạn, thì nó lẫn lộn, nó lẫn lộn với nhau. Thì trong phong thủy nó không phải như thế, nó phải căn cứ trên tọa và hướng ngôi nhà. Và chúng ta tính toán là cái vị trí của cái bếp đấy nó đặt tại cái phương nào thì hậu thiên bát quái, và phối với lại là cái ngũ hành của bếp, ngũ hành của phương bếp, đó là ngũ hành công năng bếp, đó là hỏa, thì chúng ta lại phối với lại là cái hậu thiên bát quái trong ngôi nhà đấy để chúng ta tìm ra được cái màu sơn. Vâng. Làm sao nó tạo ra cái yếu tố về tương sinh loan hoàn khí. Tương sinh loan hoàn sẽ tốt hơn. Lấy ví dụ chẳng hạn cái bếp đó ngũ hành thuộc hỏa, nó đặt tại cái phương vị đông nam ở trong ngôi nhà chẳng hạn. Vâng. Thì đông nam ngũ hành thuộc mộc, thì cái màu sơn hay là cái màu kính bếp ở trong ngôi nhà đấy, chúng ta có thể sử dụng cái màu kính bếp là màu thuộc hành mộc, để là mộc hỏa nó có sự tương sinh. Vâng. Mộc hỏa nó có sự tương sinh thì nó sẽ rất là tốt. Vâng. Thường là người ta sẽ sử dụng xoay quanh ba màu chính, đó là mộc, hỏa và thổ, để nó có sự tương sinh loan hoàn đối với cái mệnh chủ của bếp, đó là mệnh hỏa. Vâng. Tức là cái việc mà mình sắp xếp các màu sắc thì sẽ hài hòa giữa các cái căn phòng trong ngôi nhà đó, đúng không ạ? Để làm sao, thứ nhất là em thấy là về cái mặt thẩm mỹ đi, thì nó cũng rất là đẹp khi mà mình bước vào này, phòng khách là một màu, phòng bếp là một màu, phòng ngủ một màu chẳng hạn, nó hài hòa với nhau. Đó thì em cũng nghĩ đây là một cái điều rất là quan trọng để cho quý cô chú anh chị và các bạn có thể lưu ý. Chính xác. Bởi vì thật sự đôi khi có nhiều, đúng là nhiều cặp vợ chồng cũng cãi nhau về cái vấn đề là tôi thích màu này nhưng mà anh lại thích màu kia chẳng hạn. Đúng rồi, thích nghe là tôi mệnh này, tôi mệnh kia thì cái đấy nó không chính xác. Vậy thì vừa rồi là những cái lưu ý khi mà chúng ta chọn màu sơn cũng như là màu nội thất. Vậy thì về một vài những cái lưu ý khi mà đặt đồ vật ở trong bếp thì sao ạ? Một vài những cái đồ vật trang trí chẳng hạn như là lọ hoa hay là một cái chạm tủ, chạm bếp gì đó. Cũng có một số những cái điều mà chúng ta lưu tâm trong cái việc mà chúng ta sử dụng bếp. Lấy một cái ví dụ lớn nhất mà Lý Trung thấy rằng là nhiều gia chủ mà có ứng dụng cái việc này, đó là đặt cái bàn thờ táo bếp chẳng hạn. Đặt bàn thờ táo bếp. Thì thực tế mà nói thì đối với một số những vùng miền ở khu vực miền Trung hoặc miền Nam thì rất nhiều gia chủ đã sử dụng bàn thờ táo bếp ở trong cái không gian bếp đấy. Và không gian bếp nếu như mà rộng rãi thì người ta có thể làm bàn thờ táo bếp ở trên tủ bếp. Nhưng một số nơi mà chật chội thì người ta lại tiện, người ta lại gắn luôn cái bàn thờ táo bếp vào cái vị trí tường nhà vệ sinh mà bên cạnh cái bếp đấy, thì cái này nó đã sai rồi. Tức là trong ngôi bếp thì chúng ta thờ, là chúng ta biết là bếp là nơi tượng của táo quân, táo bếp á, hay gọi là táo phủ thần quân. Thì thực tế mà nói, đối với cái quan niệm thờ tự của thầy Tam Nguyên chia sẻ thì việc mà táo phủ thần quân hay là đông trù tứ mệnh táo phủ thần quân á, là chúng ta đã thờ ở cái ban thờ gia tiên thần linh nhà mình rồi, và nó thuộc bát hương ở giữa. Cái bát hương ở giữa là chúng ta đã thờ chung thần linh, bao gồm là đương niên thái tuế chi đức tôn thần, rồi là thành hoàng bản thổ chi vị tôn thần, rồi là ngũ phương ngũ thổ long thần tiền đạo địa chủ tài thần, rồi là đông trù tứ mệnh táo phủ thần quân, là chúng ta đã thờ ở bát hương ở giữa thần linh đi rồi. Do vậy rằng là các gia chủ thì cũng không nhất thiết là cần phải lập thêm một cái ban thờ táo ở trong bếp nữa. Bởi vì ban thờ táo trong bếp đấy thì nơi đấy chúng ta nấu nướng mùi khói, rồi là chặt sát sinh, rồi là
làm những cái mà nó ồn ào ở trong đấy thì về cơ bản cái việc thờ tự thì nó không có được tĩnh lặng. Mà nhiều gia chủ thì lại gắn cái bàn thờ tạo bếp vào cái tường nhà vệ sinh, bởi không biết gắn đâu nữa, bếp nó nhỏ quá, rất chật thì gắn vào nhà vệ sinh, thì về cơ bản nhìn không gian nó rất là bừa bộn, nào nổi niêu son chảo rồi là nó cứ treo lộn xộn đấy, nó cứ lộn xộn, nó không có được đẹp. Đôi khi là về tính thẩm mỹ nó cũng mất đi cái vẻ đẹp đúng không? Chắc chắn rồi, mà trong khi đó còn sai cả phong thủy luôn. Thì khuyên gia chủ là cái việc mà thờ bàn thờ tạo bếp thì cũng tùy, nhưng mà thực tế mà nói thì đông chủ tư mệnh tao phủ thần quân là chúng ta đã thờ bát hương ở giữa là bát hương thần linh rồi, do đó cũng không nhất thiết cần phải lập thêm một cái bát hương nữa. Còn đâu rằng là ngoài ra thì các gia chủ cũng hoàn toàn có thể là sử dụng một số loại cây mà có khả năng mà nó thu trừ cái mùi hôi ở trong cái không gian bếp. Mà nếu như không gian bếp mà có ánh sáng thì chúng ta nên sử dụng loại cây này, còn nếu không gian bếp mà bí mà không có ánh sáng thì các cây nó sẽ nhanh chết thôi. Ví dụ như một số cây như là cây nha đam, tức là cây lô hội hoặc là cây lan ý, thì chúng ta có thể là sử dụng các loại cây này để làm thứ nhất là trang trí thêm không gian của phòng bếp. Cái thứ hai là những loại cây này có khả năng là nó thu hút cái, nó thu giữ những cái mùi hôi ở trong cái không gian bếp lại, thì nó sẽ giúp cho không gian bếp chúng ta sạch thoáng hơn và thẩm mỹ nó tốt hơn. Vậy thì ngoài hai cái loại cây mà anh vừa kể tên thì mình nếu mà mình thích đặt một cái cây xanh chẳng hạn thì có thể chọn ngẫu nhiên một loại cây nào đó đúng không? Một số các loại cây mà cũng có khả năng là lọc không khí tốt, ví dụ như là cây lưỡi hổ hoặc là cây phát tài, hay còn gọi là cây cây thiết mộc lan. Thì sử dụng một số loại cây đấy, tuy nhiên là tùy theo không gian thực tế để chúng ta lựa chọn cái loại cây là sao cho nó phù hợp, to bé như là sao cho phù hợp với không gian. Còn nếu mà nó vướng quá mà nó chật trội rồi thì cũng không nên gượng. Không nên gượng thì cái việc mà sử dụng cây xanh này thì nó cũng tùy theo cái tính thẩm mỹ của gia chủ mà thôi, nhưng mà có thể sử dụng tùy theo phong cách mỗi người, nhưng sử dụng một số loại cây như vậy. Em cảm ơn anh ạ. Như vậy là vừa rồi là một vài những cái lưu ý cũng như là một vài những cái chia sẻ để cho quý cô chú anh chị và các bạn có thêm cái kiến thức khi mà chúng ta gọi là trang trí này, bố cục sắp xếp căn bếp của mình đúng không ạ? Tưởng chừng nghe rất là đơn giản thôi, đó là chúng ta gọi là làm sao cho thuận tiện nhất với lại những cái vị trí gọi là đặt ống nước hay là sắp xếp những cái công năng của căn nhà. Nhưng mà nói thật là cũng rất là nhiều điều phải lưu tâm đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Thực tế cái việc này thì nên có cái sự tư vấn từ phía đội ngũ chuyên gia liên quan đến phong thủy và kiến trúc thì nó sẽ tốt hơn, và khuyên gia chủ nên lựa chọn một đơn vị nào mà có cái sự am hiểu cả về phong thủy và kiến trúc thì nó sẽ không có mất cái công sức mà kết nối qua kết nối lại hai bên. Em thấy là đôi khi là trong cuộc sống chúng ta cứ gọi là nhanh, muốn gì đó nó nhanh, và đôi khi là chính vì nhanh cho nên là chúng ta lại cần phải nhiều lần. Chính xác. Hết lần này lần khác. Chính vì vậy nên là quý cô chú anh chị và các bạn nếu mà có nhu cầu cần được tư vấn thêm về việc thiết kế nội thất cũng như là về việc sắp xếp căn bếp của mình sao cho hợp lý thì hoàn toàn có thể để lại họ tên, số điện thoại liên hệ hay là vấn đề cần thắc mắc về phía cho Phong Thủy Tam Nguyên để chúng tôi có thể hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của video cũng đã rất là dài rồi. Và nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn mới mong muốn anh Đức Trung cũng như là Phong Thủy Tam Nguyên chia sẻ thêm nhiều về vấn đề phòng bếp nữa thì hãy đón chờ ở những video tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ thì anh Đức Trung và chị Đàm chắc là xin được nói một lời cảm ơn, một lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và cũng như hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.